Ngày 6 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa các đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại hai điểm cầu là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bộ Tài nguyên Môi trường với các cử tri địa phương. Trong đó, buổi sáng là cử tri hai huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc, buổi chiều là cử tri thành phố Bà Rịa và huyện Long Điền. Chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Bộ trưởng Trần Hồng Hà dự tại điểm cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến, các đại biểu Quốc hội đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 19 tháng 6. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 16 dự án luật và 7 nghị quyết, xem xét các báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kết quả trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Sau khi nghe các đại biểu Quốc hội thông báo nội dung kỳ họp thứ 9, cử tri hai huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ kiến nghị nhà nước cần có biện pháp căn cơ lâu dài, khắc phục tình trạng khô hạn nguồn nước, gây hạn mặn nghiêm trọng ở khu vực miền Tây Nam Bộ, sớm triển khai các gói hỗ trợ theo nghị quyết 42 của Chính phủ. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, cử tri đề nghị sớm mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 328, huyện Xuyên Mộc, tăng cường kiểm tra kiểm soát xe vận chuyển đất đá phục vụ công trình nạo vét lòng hồ sông Kinh, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất công, tình trạng sản xuất nông nghiệp gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường, có biện pháp hỗ trợ người dân vay vốn bằng thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp xúc với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri thành phố Bà Rịa và huyện Long Điền kiến nghị các bộ ngành trung ương tiếp tục hỗ trợ vốn để đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng cảng cái mép Thị Vải, qua đó đem lại lợi ích kinh tế cho cả quốc gia. Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị tỉnh và thành phố Bà Rịa quan tâm đến công tác xử lý ô nhiễm môi trường. Còn cử tri huyện Long Điền mong muốn tỉnh và huyện giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại khu vực cầu Cửa Lấp, xã Phước Tỉnh và đẩy nhanh tiến độ triển khai khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại khu vực Cửa Lấp.